Với bộ ba áo Nakodos siêu Việt, Murat siêu Việt, Ngộ Không siêu Việt, các bạn có thể click vào link shop.com mình để dưới phần mô tả với giá tốt nhất. Thôi thôi, bỏ thôi. Bỏ thôi, gặp A thức là phải chạy thôi. Ôi cái biểu tượng kìa, cái biểu tượng của cái đao truy kích kìa. Chạy, chạy, chạy trước khi bị làm thịt, chạy thôi, không hồi phục máu, cố gắng sống sót trong 5 giây. À, 2, 1, có chiêu cuối, bật luôn và chạy, chạy nào, đuổi đi nào, đúng rồi, đuổi đi, đã bảo đuổi đi nào, đuổi thoải mái, trời ơi, dăm ba tim bạn sợ cái gì. Hey yo, xin chào tất cả người và chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Trời ơi, leo danh này anh em thấy nhìn thấy nản chưa? Hết óc chó rồi, đủ kiểu chửi gắt từ đầu trận đấu, từ lúc pick tướng đến tận bây giờ mà vẫn chửi nhau được. Mình đến chịu thôi, và anh em thì nhìn thấy cái qua cái đội hình team mình nó quá là ghê tởm. Thật sự đây là một trận đấu danh nhưng mình không hiểu tại sao các bạn lại có thể chôn tướng chôn game như này. Đấy, chưa gì óc chó rồi lại sủa đủ kiểu. Trời ơi, mất tinh thần đoàn kết từ những level đầu như thế này. Ê, từ từ nào anh ơi. Em ơi. Trời ơi, đã vác cái cây búa cực kỳ nặng như thế này rồi mà vẫn còn chẳng nhau được. Rồi, mình đang bị thua, mình không lên được level 2 trước tiên là thôi, cố gắng ôm trụ thôi. Ôm trụ quay tay với vị tướng Tara, một trong những nữ tướng cực kỳ mạnh mẽ của Liên Cờ Bay. Một trong những vị tướng đỡ đòn mà gần như bây giờ anh em ít chơi vị tướng này. Và nhìn qua đội hình team mình, anh em thể nhìn là có Pareta, lại có thêm cả Karisi, lại còn có thêm cả Gidu. Trời ơi, bộ ba ba thanh niên lên phép. Không thể tin nổi anh em ơi, một cái trận đấu này lượng sát thương có thì có thật, nhưng mà nếu mà đối phương lên quá nhiều kháng phép thì có lẽ là tịt ngòi. Rồi, chơi Tara phong cách bình thường thôi, không được hổ báo quá đâu anh em ơi. Khi mà level 4 chúng ta mới được phép hổ báo. Khi mà level 4 rồi chúng ta có cái chiêu cuối khả năng hồi phục máu. Đấy, trận đấu này mình còn chơi ngay về phải thanh niên xương sẩu. Xương sẩu Arthur chứ không... Từ nha, để làm mâu toát thì phải. Đúng thật. Dương của anh ơi, mình lên mình pha một chút đã. Đây là mình đang đét trụ hộ đường giữa. Pareta bỏ trụ đi ganh rồi. Đó, nhiệm vụ của mình đó là chỉ là ra đường giữa thủ trụ, xong là lại trở về quê hương. Đối với tướng Tara hiện tại đã được chỉnh sửa sức mạnh và trong phiên bản sau thì không có sự điều chỉnh gì. Nói chung Tara cũng còn rất là mạnh nếu mà các bạn biết cách lên đồ. Hiện tại thì mình đi đường tà thần xe ra. Mình mang xin ô chết chết cắm xin thì lỗi quá, nhưng dù sao ăn được chim rồi. Level 4 rồi, chờ thoải mái đi nào. Úi giời ơi, thoải mái đi. Này, đánh đi đánh đi. Bạn có bộc phá đúng không? Úi giời ơi, mỗi đốt inox không xin nê. Đúng thật là không xin nê. Đánh tiếp, rồi không được không được, nó đam to quá. Anh em thì nhìn nó đam to quá. Và nếu mà trong trận đấu này team bạn có người lên sách truy hồn hoặc là đao truy kích thì đúng thật là Tara zip luôn. Tara cũng như là thường thường ấy, những cái trận đấu mà có Tara trong trận đấu các bạn hay lên đó là kiếm đao truy kích cái gì đấy, đao truy kích và sách truy hồn. Thật sự khi mà lên trang bị đấy xong thì Tara gần như là không được chơi trong trận đấu nữa. Ví dụ như là Arthur trong trận đấu này mô toát cho mình cứ gọi nhầm nhỉ, có chiêu cuối đánh nhau thoải mái, có tê tá đi đổi. Trời ơi, ui sai quá. sai quá. Mình không tin nổi, mình không để ý là bộc phá kèm theo chiêu cuối của vị tướng Arthur có khả năng chấm dứt luôn. Nó kết liễu mình đúng trong một combo. Thôi xong, vừa được dòng rồi nhưng mà thật sự là hơi sai. Cái tính hổ báo quá mà đánh đỡ đòn mà. Có lẽ là ăn hành tàn tập rồi. Cá chắc kiểu gì team bạn cũng lên sách sách truy hồn hoặc là đao truy kích. Đấy là việc khả năng nếu mà các bạn chơi Tara các bạn đấy biết ngay mà. Ông Arthur ông đóng luôn cái đao truy kích tới kia thì đỡ sao nổi đấy chứ. Phải công nhận là leo danh bây giờ các bạn lên đồ rất thông minh. Arthur không đóng giáp hộ, không đóng cái giáp không đóng áo choàng thần da nữa, quên mất. Không đóng áo choàng thần da nữa, bây giờ nó lên hẳn luôn. Nó lên hẳn luôn cái trang bị đao truy kích thì mình bó tay rồi anh em ơi. Thật sự là lên cái đao truy kích bây giờ thì mình không thể chơi nổi. Đúng thật là mình không thể chơi nổi nữa. Thôi, cắm đầu vào farm thôi, bây giờ không dám solo rồi. Ôi, cái trụ cái kia. Đây là mình sẽ về thật là nhanh.
Đấy, một cái mẹo giúp cho các bạn hay chơi lại những cái vị tướng đỡ đòn mà có khả năng hồi phục máu thì solo đường chẳng hạn. Ví dụ như anh em gặp King Cross chẳng hạn. Ôi trời ơi, sao chửi mình rồi, chết rồi, tôi ham con lính bỏ cái trụ thôi mà. Chửi luôn. Khổ lắm, tôi bị ăn hành mà, ăn hành mà, có ai canh tôi đâu, có nhìn thấy không? Trời ơi, nó lên đao truy kích thế này đỡ sao? Trời ơi, đừng có phang em, biết ngay em lên đao truy kích, đúng thật là hết cái dấu hiệu của đao truy kích là mình chơi được, chơi được. Rồi, em nhận em xúc sinh, khổ quá, nói nhiều, lên bản điểm số này. Thôi, nhịn nhục từ đầu thôi, mình biết mà. Mình biết hơn lúc đầu mình đánh hơi lỗi chút, không sao. Kệ đi, chứ bây giờ chúng ta đứng lại, chúng ta chat, chúng ta chửi nhau chỉ có thua thôi. Cái này là mất tinh thần đoàn kết ngay, kệ. Khó khăn, ví dụ các bạn solo với King Cross chẳng hạn, chiêu 2 King Cross khả năng hồi phục máu tốt. Các bạn lên luôn cái đao truy kích một phát thôi là kiểu gì cũng ăn hành, King Cross ăn hành. Đấy, ví dụ như Tara bây giờ mình bật chiêu cuối mình đánh nhau, thật sự là mình không hồi nhiều chiêu cuối đâu. Uầy, đông vậy, gắt thế này, chạy. Chiêu cuối Tara còn có điểm lợi, đó là chúng ta được tăng tốc độ di chuyển, hồi phục máu nhiều. Và trong trận đấu này mình sẽ lên thật là nhiều máu cho vị tướng Tara. Cứng quá, thật sự là team bạn rất cứng luôn. Team thì toàn pháp sư thế này, chạy đâu lên bảng. Đã phải sử dụng đến tê tái thì phải có mạng rồi. Team bạn quá cứng mà team mình thì anh em thì nhìn đây. Vareta vừa rồng vừa bướm. Trời ơi, rồng bướm trong một trận thế này thì đỡ sao nổi. Mình đang đứng đầu với cái việc khả năng đó là farm nhiều nhất thôi, không sao. Cứ lên thật là nhiều đồ để trâu đi, trâu chó đi. Trận đấu này mình còn mang nhầm bảng cho anh em thì nhìn thấy những đòn đánh thừa của mình nó còn gây ra chí mạng nữa. Lại chửi óc mít. Đúng thật thì mình không hiểu các bạn vào trong trận đấu các bạn chửi nhau, các bạn đánh nhau đây. Rồi, mình đã lấy được cái trụ đường giữa rồi, bây giờ mình phải chạy về ngay cái khu vực đường trên đây. Lấy được trụ đường giữa là ép được ngon rồi, cái trụ đường giữa thường thường lấy rất là khó khăn. Rồi, tôi lên luôn. Thật sự bây giờ mình cũng chưa dám solo được với Athos anh em ơi. Đúng thật là không dám solo luôn. Mặc dù là mình cũng trâu đấy, nhưng mà gặp ngay cái đao truy kích kia thì em cũng tắt nắng thôi. Tara một trong những nữ tướng xinh đẹp, một trong nữ tướng quả cảm, cầm cái búa quả tạ. Anh em thấy nhìn đấy, búa quả tạ nhìn rất phê rồi. Ép trụ luôn đường trên này. Có cơ hội Athos đang đi vắng nhà thì mình sẽ ép luôn cái trụ này. Với một con xe, một con lính công thành, xe công thành chứ. Lên luôn nào, ép luôn này. Tranh thủ. Đánh vào chỉ có farm rồi, cắm đầu farm cho mình. Thật ra thì Tara để mà combat được tốt trong trận đấu thì không có anh em ơi. À, ngộ không, đứng lại cái coi. Trời ơi, ngộ không, đánh thoải mái đi. Đấy, đánh đi. Thôi rồi, hồi máu thế này bạn đánh sao? Tất bỏ chạy rồi anh em. Bỏ chạy rồi, thôi không chơi được nhờn thì thôi, hồi phục rất nhiều máu nha. Đó. Thôi, có vẻ đã hơi căng. Mình còn cái chiêu nhảy này mình chạy đi đâu? Nhảy phát thôi, bỏ thôi. Tưởng ăn được. Nói ra thì Tara để mà trong combat thì cũng không làm được gì nhiều, chỉ là bao cát thôi. Đúng thật, vị tướng này em thể nhìn thấy bộ kỹ năng chiêu 1 nhảy vào, chiêu 2 quay tay, chiêu 3 hồi phục máu, chiêu 3 hồi phục máu người ta gọi là như kiểu là bao cát trong trận đấu ấy. Anh em là tiên phong và là người mở combat bật chiêu cuối lên trong giao tranh, là cái bao cát cực kỳ vững chắc để cho đồng đội phía sau oánh. Đấy. Chứ còn Tara để mà trong combat chả làm được cái nhiều việc đâu anh em ơi. Để mà combat đẹp thì Tara không nằm trong top tướng combat đẹp. Rồi, tôi lấy được cái trụ này rồi, chiêu cuối đây, ông đánh thoải mái đi, không có sách chi hồn thì lấy đâu này, quẩy hết này. Trời ơi, không có sách chi hồn, ôi thực thì chết chắc rồi, bò chết chắc, ôi bò. Rồi, tôi không được rồi, mình định tanh trụ mà không được, đau quá, thôi nào, nhẹ nhàng nào, lách nhẹ cái nào. Rồi, vẫn sống sót. Được chứ, bây giờ mình chỉ ngán một Athos thôi. Pháp sư tin bạn chưa lên sách truy hồn. Tí nữa mà lên xong thì mình cũng hết vị, hết gáy luôn. Bây giờ mình đang có áo tràng băng giá rồi. Đòn đánh thương của mình bây giờ nó đã gây làm chậm đối phương. Đúng thật là lâu lắm rồi mình mới chơi lại vị tướng Tara từ khi mà nó có bộ trang phục mới, đó là Tara tiệc bãi biển. Đó. Chứ còn lâu lắm rồi không chơi đấy. Cũng như là leo danh rất ít khi gặp Tara trong trận đấu, đặc biệt là mức danh cao. Mình không biết là các bạn có chơi ở mức danh thấp với vị tướng Tara này không. Nhưng mà dù sao đây là cũng là một cái bao cát đỡ đòn cực kỳ tốt. Lại chửi.
Mình không hiểu luôn. Tìm hết người này chửi, người nọ chửi. Cướp. Cướp vào, vào cướp. Thôi không cướp được rồi. Đen quá nào, chiếm lấy tôi đi, đây rồi. Ông già Tokuda, chạy đi đâu, mình có chiêu cuối đánh thoải mái. Úi xổi ơi, bật luôn chiêu cuối mà chạy thôi. Đấy, quay ngược lại, chưa được này. Ôi lại gặp Athos ở đâu ra cái kia. Chết đi còn gì nữa, mình có tê tái đây rồi. Úi xổi ơi, sát tướng chuẩn nha. Cái tê tái này kia, lên bảng đi còn gì nữa. Một đánh, bò này. Bò cũng phải lên bảng, úi xổi ơi, thôi thôi thôi. Đấy anh thấy nhìn thấy là cái đao truy kích khi mà chạm vào người mình ấy. Khi mà ai mà lên đao truy kích xong đánh vào bản thân mình ấy, thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng đó là hai cái thanh kiếm ủ rũ, chứ không phải à, hai thanh kiếm vắt chéo ủ rũ nhá. Rồi, Ngộ Không. Ngộ Không này tiếp tục lên bảng. Đây rồi, mình có giáp Gaia đây rồi. Giáp Gaia khả năng hồi phục máu, tiếp tục là mình sẽ lên cái khả năng hồi phục máu tiếp theo đó là phù chú trường sinh. Một trang bị rất ít bạn lên. Thật sự là một cái trang bị phù chú trường sinh mình cảm thấy rất ít bạn lên cái trang bị này. Nhưng mà thật ra thì Tara lên trang bị này quá phù hợp. Ấy, bào mòn được cái trụ này, thôi thôi về đi rồng ơi. Rồng cụt cánh bây giờ. Biết ngay mà, chạy thôi, thôi thôi xong. Wow, khả năng hồi phục máu mình quá nhiều, anh em thể nhìn thấy đây. Thôi thôi thôi, tôi bị dính ngay phải cái kiếm đao truy kích rồi. Hồi phục máu quá nhiều. Thật sự là nếu mà mình không dính phải cái chiêu của vị tướng Athos là có lẽ là mình hồi phục đầy cây máu luôn. Một mình em cân hết này. Chị Tara một mạng. Đừng có nhờn. Bắt đầu gánh team rồi. Bắt đầu gánh team rồi anh em. Cho Ngộ Không gõ thoải mái luôn này. Đúng thật nhìn rất là trâu. Wow, anh em thấy nhìn này là hồi phục 400 hồi phục rất nhiều máu này. Nhưng mà không hồi phục được hết anh em ơi. Nó chỉ được một phần nào đó thôi. Gần đầy. Một xíu nữa thôi là đầy. Thật sự là một xíu nữa thôi là đầy. Cái này thì không bao giờ mình phải biến về đâu. Khi mà có chiêu cuối thì chả bao giờ phải biến về. Cướp luôn. Cướp bóc là nghề của mình. Để cho Tara nó bắt đầu tỏ ra cái độ khó chịu nếu chúng ta đánh về late game. Chứ còn thời điểm đầu game thì cũng hơi yếu. Tại vì sao? Thời điểm đầu game chiêu cuối Tara không có nhiều tác dụng. Cái lượng máu ít, thế nên là cái chiêu cuối nó hồi được ít máu. Vậy nên là rất dễ bị sốc đam như là cái bộc phá và cái chiêu cuối của Athos mình bị đầu game bị mất cái mạng trình công đầu ấy. Team Chôn Game, hai pháp sư. Thế mà hiện tại vẫn đang đè bẹp đối phương tanh trụ luôn, thịt luôn thì không được, đùa đấy. Trời ơi, đừng chơi em. Khi mà đang bị cái dấu ấn của cái đao truy kích, các bạn nên nhớ là đừng bật chiêu cuối. Bao giờ hết phát là các bạn bật chiêu cuối lên nha. Như vậy thì sẽ được hồi phục nhiều máu nhiều hơn. Thôi chết rồi, bây giờ mình chạy đi đâu bây giờ? Ui nhìn này, mũi đốt inox dã man. Mình lên được giáp Gaia có khả năng hồi phục à, khả năng kháng phép từ giáp Gaia mà anh em ơi. Giáp Gaia với huân chương choi là hai trang bị kháng phép tốt. Đúng thật, em chỉ làm bao cát thôi. Em chỉ làm bao cát nữ đoàn thôi. Trận này nói thật để cho Ngộ Không gõ mình chắc là không xin nê. Không xin nê. Mũi đốt inox ở cái trụ này có xíu máu này. Vào vã luôn. Mình trâu mà. Mình tanh trụ mình vã luôn mà. Vã được mà. Đây anh em nhìn này. Sau đó mình bật chiêu cuối lên. Ui giời ơi, hồi máu này. Ui hồi máu này. Ui Ngộ Không quá. Chiếm lấy em đi, phù chú trường sinh đi rồi. Chiếm lấy em đi, đúng rồi. Gõ đi, nhiệt tình vào. Trời đất ơi, chiếm lấy tôi đi nào. Ui giời ơi, nhìn này. Đúng thật là gọi thêm sự hỗ trợ của đồng đội không phản. Quả đấy là Ngộ Không bị ăn hành ngập mặt. Bây giờ nói tình cảm quá, về ta ra. Chứ còn đầu game kiểu là chửi hẳn óc chó được kiểu. Thấy chưa? Bây giờ là tình cảm với nhau rồi, tình cảm người ta đi lên rồi, không đi xuống như đầu game nữa. Đầu game khổ quá, đi xuống kinh khủng. Rồi, trời ơi Athos. Chiêu cuối mình hồi rất là nhanh, em thì nhìn đây. Hồi rất nhanh, có trời tốc biến luôn. Có bao giờ đời nào đỡ đòn đi ne xạ thủ bao giờ không? Đúng rồi, ne cả pháp sư nữa. Ấn cái chiêu cuối tôi nó hồi phục đầy máu luôn thì đánh đấm cái gì? Đấy, bắn đi, bắn thoải mái. Trời ơi, không được. Người ta trâu đánh lộn chết, mình để cho bắn thoải mái thì vậy cũng không được. Mình có phù chú trường sinh, rồi 2500 máu từ cấp cứu lên bảng điểm số này. Lại chửi mình. Vừa xong tưởng tình cảm đi lên, bây giờ Predator lại chửi mình. Rồi thôi nha, một mình tôi ne được hết, anh em thấy nhìn thấy cân hết cả bản đồ, cái chiêu cuối nó hồi quá nhiều. Trời đất ơi, đánh đi, ao đánh thoải mái, hồi phục đầy cây máu luôn. Có tê tái đây, không được, mình không định, thôi thôi bỏ thôi.
Bỏ thôi, gặp A thức là phải chạy thôi. Ôi cái biểu tượng kìa, cái biểu tượng của cái đao truy kích kìa. Chạy 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 trước khi bị làm thịt. Chạy thôi, không hồi phục máu. Cố gắng sống sót trong 5 giây. À, 2, 1, có chiêu cuối bật luôn và chạy. Chạy nào. Đuổi đi nào, đúng rồi. Đuổi đi các bạn, đuổi đi nào. Đuổi thoải mái. Trời ơi, dăm ba team bạn sợ cái gì. Đấy. Khi mà mình bị dấu ấn của đao truy kích thì mình sẽ chỉ hồi phục 400 máu. Còn đối với 400 máu một lần. Còn khi mà hết cái hiệu lực của đao truy kích phát, nó lên khoảng 700 máu, gần 1000 máu hồi phục luôn. 712 rồi, gần như là mình sắp full đồ rồi anh em ơi. Bây giờ là tà thần chia ra. Nhanh nhanh, thằng Ngộ Không nó chạy ra, Ngộ Không nó biết rồi. Có rồi, có tà thần. Úi giời ơi, Ngộ Không vào thẳng đây này, gõ đi. Đúng rồi, team có rồng có bướm ăn. Đấy, team có rồng có bướm gõ thoải mái, thêm cả bò. Ê, Ngộ Không vẫn còn sống kìa. Ngộ Không đây này, cho đánh thoải mái, một mình xông pha cả chiến trường, cân tất cả mọi đối thủ. Bắn đây nào. Này thì chạy đi đâu? Ignis chạy đi đâu? Chạy đi đâu bạn ơi, mình có áo tràng từ từ đau quá. Ôi thôi thôi thôi. Vừa gặp ngay Athos thì mình chỉ bó tay thôi. Này, đánh kìa. Cho Ignis thoải mái đây, cho AD bắn đi. Đúng rồi. AD bắn trong bất lực. Bắn trong bất lực luôn. Đúng thật, để cho mình quay tay cái chiêu thứ hai này vào người chỉ có nát. Trận này rồng nói nhiều thế nhở. Chạy đi đâu? Có áo trong băng dạ, ôi vẫn chạy được kìa. Từ từ nha, xử lý con bò đã. Xử lý bò đã. Ôi trời ơi, đúng thật. Lâu lắm không chơi Tara mà cảm thấy là team bạn bất lực trong việc khả năng giết mình. Chiêu cuối lại sắp hồi đấy. Bây giờ anh nhờn nhả nhớt. Nhả nhớt thoải mái anh em, vào. Có dòng tiên phong đây rồi. Cố gắng kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt nào. Chứ còn đánh lâu tại vì cũng thua, tại vì team bạn có sát thủ Ngộ Không mà một mình không thể chơi nổi. Đây này, mình như là một bao cát luôn, chơi luôn này. Đấy, giết được, có tên tái đây, lên bàn điểm số này. Ui, thần thánh rồi. Ngộ Không, chiếm lấy em đi, đúng rồi, chiếm lấy em đi nào. Trời ơi, có bùa của con tà thần xê ra, anh em thể nhìn thấy là mình cân cả trụ, nhìn trụ bắn cũng trong bất lực. Nói vậy thôi chứ còn mình đứng trong trụ lâu thì cũng chết thôi mà. Bây giờ nếu mà để mà lao thẳng vào cái chỗ, cái bệ đá cổ, cái chỗ mà hồi sinh của team bạn ấy, tế đàn ấy. Đấy, mình mà lao thẳng vào thì có lẽ là mình chịu được hai đam của cái trụ đấy. Thường thường những vị tướng khác không chịu được một đam, lên bảng nha. Nhưng mà đối với vị tướng Tara, bây giờ mình có thể chịu được hai đam với cái lượng sát thương quá trâu. À, mình xin lỗi nhầm, lượng máu quá trâu. Cẩn thận nha. Cứ đi sau mình thôi bướm ơi, để cho chị cân hết. Đúng rồi, chiếm em đi nào. Đúng rồi, có chiêu cuối đây, hồi phục máu này. Từ từ nha. Đấy, bây giờ là mình có thể, anh em thì nhìn thấy hồi phục rất nhiều máu luôn. Ué, 700 máu khi mà không còn cái tác dụng của đao truy kích nữa. Trời ơi. AD team bạn hình như là John lên đao truy kích nữa rồi. Ngộ Không. Ngộ Không nó vã bướm kìa. Ngộ Không lên bảng nốt này. Ôi thôi, xong xác định rồi. Xác định, anh em thì nhìn thấy máu nhìn này. Trời ơi, nó hồi máu này 12 giây nữa. Mình lại có chiêu cuối. Cố gắng thủ đến 12 giây nữa, bật luôn chiêu cuối. Cẩn thận AD ơi. 6, 5, 4, 3, đúng rồi. Anh em nhìn nha, nhìn cái lượng máu mình này. Nhìn cái lượng máu mình này. Trời ơi, nó hồi một phát này, xem đầy cây máu không. Mình cá chắc là đầy. Đầy luôn anh em ơi, đầy luôn cây máu. Đầy luôn, mà còn thừa đấy anh em ơi. Trời đất ơi, không thể tin nổi. Cái này là phải bao nhiêu máu. Không xin nề về cái lượng trang bị như thế này rồi. Một trận đấu cũng khá gắt khi mà trận đấu này kéo dài đến phút thứ 17 rồi anh em. Sao nói nhiều thế nhở. Từ từ mình sẽ ra. Hai người kia là ăn được rồi, mình đang cố gắng cướp cái con bùa xanh này. Trận đấu mà chửi nhiều hơn cả đánh nhau. Rồi bây giờ đi chung nha. Mình chỉ có lao thẳng vào AD team bạn thôi, để cho AD team bạn bắn mình thôi. Chứ còn thật sự là mình đã đỡ đòn mà. Rồi tất cả vào đây, có giáp hộ mệnh đây rồi. Đau quá, ui. Bao nhiêu người núp vào đây này, cẩn thận kìa. AD sao lên cao vậy, đúng rồi, chém em đi. Đây rồi, đây rồi, team thì không có sát thủ, khổ lắm cơ, team mình lấy đâu ra sát thủ đâu. Có mình tôi đỡ đòn mà một mình tôi phải đi ne AD với cả ne pháp sư rồi. Anh em thể nhìn thấy là team cũng rất là trâu. Đấy, mình trâu mà. Ngộ Không đứng lại, đừng Ngộ Không đứng lại cái nào. Ngộ Không này, đánh phát, nhớ nhau cả đời. Tiếp tục chạy đi đâu, chạy đi đâu hả người, thắng rồi. Một cái trận đấu thật sự là team pick tướng linh tan, anh em thể nhìn thấy có Gidu, có Preta, lại có thêm cả Karisi. Nói chung là một cái đội hình thật sự là
hơi bị khó khăn để leo danh, nhưng dù sao thì vẫn chiến thắng một mạng nữa. Từ từ rồi hỗ trợ 11 ăn 9 mạng và bị hạ gục đúng một lần duy nhất. Ok, và cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi clip của mình. Hãy nhớ chơi lại vị tướng Tara vì đây là một vị tướng cực kỳ trơ bò. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.